Ra mắt ngày 24 tháng 7, dự án OneCoin của Sam Altman, CEO OpenAI, cung cấp hộ chiếu số OneID để chứng minh một cá nhân là người thật, không phải bot. Để được cấp OneID, người dùng cần quét võng mạc, sau đó AI sẽ phân tích dữ liệu và xác minh đây là người thật. Trọng tâm của OneCoin chính là quả cầu màu bạc lấp lánh OP, có kích thước tương đương một quả bóng bowling. Quả cầu này tích hợp hệ thống camera và máy quét. Theo lý thuyết xác suất, trong lịch sử nhân loại, chưa từng phát hiện trường hợp hai người có mống mắt giống nhau, ngay cả với cặp song sinh. Các nhà khoa học đã tiến hành một số nghiên cứu cho thấy võng mạc của con người có thể thay đổi theo thời gian trong khi mống mắt thì không. Do đó, mống mắt được xem là phương pháp xác thực sinh chắc học tốt nhất để nhận dạng một con người. Theo OneCoin, đây cũng là lý do công ty chọn cách xác thực này. Để bắt đầu quá trình quét, nhân viên OneCoin sẽ hướng dẫn tải ứng dụng OneCoin, sau đó ứng dụng tạo mã QR, lấy thông tin cho xác thực danh tính. Người dùng ngồi yên trước quả cầu trong 10 giây. Hệ thống camera quét khuôn mặt và mống mắt, phát ra tiếng bíp để nhận dạng người được quét là người chứ không phải robot. Sau đó, thêm một tiếp bíp để xác nhận người đó đã có trong cơ sở dữ liệu. Toàn bộ quá trình mất khoảng 1 phút nếu diễn ra suôn sẻ, một người tham gia trải nghiệm tại Madrid, Tây Ban Nha, nói. Theo nhân viên OneCoin, dữ liệu thu được từ quả cầu sẽ dùng để tạo Irisas, một mã được lưu trữ cục bộ trên quả cầu. Mã này được sử dụng để kiểm tra xem Irisas đó đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu của OneCoin chưa. Với người đăng ký không thành công, họ có tùy chọn cung cấp địa chỉ email, số điện thoại hoặc mã QR để truy cập ví OneCoin. Đại diện OneCoin khẳng định thông tin sinh chắc học chỉ nằm trên quả cầu và sẽ bị xóa một ngày nào đó, khi công ty hoàn thành việc đào tạo mạng lưới thần kinh AI dùng nhận dạng mống mắt và phát hiện gian lận. Sau quá trình quét, người dùng nhận được một mã OneID, xác nhận quá trình định danh hoàn tất. Họ cũng nhận miễn phí 25 WLD tiền số của dự án OneCoin. Hiện WLD được niêm yết ở một số sàn lớn, trong đó có Binance, với giá 2,39 đô la Mỹ mỗi đồng. Như vậy, mỗi người có thể nhận 50 đến 60 USD miễn phí nếu chấp nhận quét mống mắt. Người tham gia cũng nhận một số sticker về việc định danh thành công. Christian Meloni, sống tại New York, cho biết mình hâm mộ các dự án của Sam Altman và háo hức trải nghiệm OneCoin. Anh cũng cảm thấy không lo lắng lắm khi bị thu thập dữ liệu. Nó giống xác thực qua Face ID trên iPhone. Tôi nghĩ mọi thứ an toàn, anh nói với Business Insider. OneCoin có thể là giải pháp mở rộng đáng tin cậy trong việc phân biệt con người với AI trong môi trường trực tuyến mà vẫn bảo vệ quyền riêng tư. OneCoin cho biết đã cùng quả cầu OP xuất hiện ở hàng chục thành phố tại hơn 20 quốc gia và đã cấp ID cho hơn 2 triệu người đến từ 120 nước, chủ yếu là trong thời gian thử nghiệm 2 năm qua. Trên website công ty, người dùng tại các quốc gia có thể tìm kiếm nơi đặt quả cầu để đến trải nghiệm. Người dùng xếp hàng dài đợi quét mống mắt. Dự án OneCoin hiện nhận sự quan tâm lớn, nhưng một số chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo, trong đó có đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin.